chúng ta rất dễ bắt gặp những chiếc vỏ chai hay là những chiếc túi ni lông bị vứt ở ven lề đường như thế này. Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu. Hàng ngày, hàng giờ, rác thải nhựa vẫn đang có những tác động tiêu cực tới môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Theo chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, thì đến năm 2020, chúng ta đặt ra mục tiêu là sẽ giảm 50% lượng túi ni lông khó phân hủy tại các khu chợ dân sinh. Có lẽ là nói đến đây thì quý vị đang thắc mắc là tại sao trong chương trình Chiêm Hóa Điểm Hẹn, Bích Thảo lại nhắc tới vấn đề rác thải nhựa. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng Bích Thảo đến một nơi để chúng ta có câu trả lời nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đến địa điểm mà Bích Thảo muốn đưa quý vị tới để trả lời cho câu hỏi vì sao Bích Thảo lại nhắc tới vấn đề rác thải nhựa trong chương trình ngày hôm nay. Chào chào cô, em chào các chị. Vâng, chào chị. Xin giới thiệu với các bạn, đây là xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đây là nơi sản xuất ra những sản phẩm thủ công được làm bằng mây tre đan rất là xinh xắn như thế này, như trên tay Thảo đang cầm đây. Chiếc giỏ này, Thảo nghĩ là nếu như chúng ta sử dụng nó để đi chợ hàng ngày thì có lẽ là sẽ giảm thiểu được một lượng lớn túi ni lông xả ra môi trường, đúng không ạ? Đây thật sự là những sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa tiện ích mà lại còn rất thân thiện với môi trường nữa. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với Bích Thảo gặp gỡ và theo chân những người thợ thủ công ở đây để xem họ làm ra những sản phẩm này như thế nào nhé. Cô ơi cô, ở đây thì mình thường đan những vật dụng gì đấy ạ? Ở đây thì đan rất nhiều cái loại. Thứ nhất là ví dụ như cái làn để sách đi chợ. Đấy, cái làn nó nhiều cái cỡ, có nhiều cái cỡ to nhỏ, những cái cỡ khác nhau. Cái thứ hai đây là cái khay trầu. Khay trầu thì sẽ đan rút như thế này, bước đầu là lên như thế này, thì nó sẽ là thành một cái khay như thế này. Đây là cái giỏ hoa, coi như là nhìn cái giỏ hoa mà bằng mây tre đan thì cảm giác thì thấy nó cũng thân thiện. Thế này tổ hợp tác cũng thực hiện cái giỏ hoa nữa. Tiếp theo nữa đây, cái vật dụng đây là cái khay để hoa quả bánh kẹo, hoa quả vào đây để cho nó tiện và nó cũng đẹp. Thế để mà làm ra được một sản phẩm hoàn chỉnh thì mình mất khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Để mà làm ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh ấy thì mất rất nhiều thời gian, nhiều công đoạn thì mới để ra một cái thành phẩm như này. Thì thứ nhất ý, thì phải lên rừng lấy cái vật liệu trên đồi thì nó mới có. Thì những cái thành làm từ cây, cái làn này thì làm bằng cây quật. Còn cháu được nghe đến cây mây thì sao ạ? Cây mây thì cũng về làm mây thì sẽ sử dụng làm bằng cái hàng này đây, ví dụ hoặc là cái ủ ấm kia. Đây ví dụ cái ủ ấm đây, đây là hàng mây. Tức là đây đây là sản phẩm, đây là hàng mây. Thật ra là với những người không có chuyên môn lắm như cháu cũng chưa biết phân biệt. Vâng, thì có lẽ là cô sẽ dẫn cháu đi để cháu cùng cô đi để xem là thực tế xem là nó cây mây cây quần nó như nào nhỉ. Cô cháu mình sẽ cùng đi rừng này. Để đan được một sản phẩm thủ công từ mây, từ quật, nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần chính là cây mây, cây quật tươi. Cây quật tươi có nhiều tại những vùng đất đen, xốp, là giống cây dây leo, nên cây quật hay mọc thành bụi xum xuê. Chính vì vậy, để lấy được cây quật, người thợ phải đi vào rừng, chọn những bụi cây to. Quá trình lấy quật, chúng ta phải rất cẩn thận để tránh rắn rết. Đây rồi. Nó thường mọc bám vào đây. Cây cọ như này à cô? Nó bám vào những cái bụi cây, bụi thân cây cao. Ở trong rừng rậm như này mình phải có kinh nghiệm nào để đến những cái chỗ mà dễ tìm chứ? Phải nhìn xem là số cái những cái lùm cây nào mà nó thấy cao mà có cái lá cuột như này. Đây thì mình cứ phải lá đi như này, vâng. Nhưng mà rồi. Nó to hơn những lá như này nhưng mà nó cao. Nó cao ở những cái lùm cây cao đấy thì chắc cô phải dẫn cháu đi trước. Rồi. Để cô đi trước cô còn phát đường.
Thế này mới biết là để lấy được những cái nguyên liệu để đan giỏ đúng là không dễ dàng tí nào. Đi nó vất vả tí. Đường đi thì nó khó. Một nắm tay chặt là mình về mình sẽ tước ra. Tước ra xong mình sẽ được một cái làn. Đây, cái này hơi nhỏ tí nhưng mà nhỏ thì mình sẽ làm. Làm cái nhỏ. Việc khác làm nhỏ hơn. Cả tổ là sẽ cùng nhau đi lấy. Đấy, có lúc có thể là mua thêm nữa. Mua thêm với bà con là cũng tạo việc làm cho bà con, là cho bà con người ta đi lấy buột. Mình cũng khá khá rồi đấy cô ạ. Rồi, thế có lẽ đủ một cái làn rồi đấy. Vâng. Một nắm như thế là được cái làn rồi. Vâng. Thế cô cháu mình thôi xuống thực hiện cái công đoạn tiếp theo nhỉ. Vâng. Cô dẫn đường. Mình đã lên đồi lấy được buột rồi. Thì bây giờ là cô cháu mình lại ngồi tước nó ra. Vâng. Để làm sao để có sợi buột cho nó đẹp. Đây là cái mình bóc từ gốc trở xuống, nhưng mà cháu thì chưa quen. Cô thì dùng tay được nhưng mà cháu chưa quen, cháu phải đi đeo găng tay vào. Vâng. Bẻ ra. Xong bắt đầu cháu tước. Tước là để cái ngón tay cái vào đây. Vâng. Đấy, cứ thế giữ xong đẩy. Cô cháu thử đi. Đấy. Ôi cháu làm đứt rồi. Không sao, lại đứt bẻ lại tiếp. Lại bẻ, đây lại bẻ ngược. Cháu cứ đẩy ngón tay cái vào. Phần vỏ mình khác để riêng. Để riêng mình đan. Ôi. Mà nhiều công đoạn mất nhiều thời gian thật đấy cô. Cô cháu mình bây giờ đem vào luộc nha. Luộc vào xong có đến lúc là nó khỏi rối, mình cuốn lại xong để mình luộc. Nhìn thì rất đơn giản thôi nhưng mà mình không làm đầy đủ theo cái quy trình công đoạn của nó thì đương nhiên là mình sẽ trễ, cái sản phẩm của mình sẽ không được sáng. Nó sẽ bị xỉn màu lại ở cái chỗ là mình luộc đấy. Thế tác dụng của cái việc luộc này là để làm gì? Để cho cái thứ nhất là nó sẽ chảy cái nhựa ra để nó sáng cái bột hơn. À, đấy. Thế còn thứ hai nữa là nó cũng làm dẻo bột. À, nó không bị cái bị sau này nó không khỏi bị giòn gãy, cái thứ hai nữa nó khỏi bị mốc. À, đấy. Cô cháu mình đã luộc xong rồi, thì luộc xong rồi mang ra phơi. Đi phơi là phơi trời nắng, nhưng mà nắng lớn thì mình chỉ mang ra phơi khoảng tầm 15 phút, xong rồi mình cho vào trong dâm. Chứ mình không được phép phơi ở ngoài nắng nhiều. Nếu mà phơi ngoài nắng nhiều thì nó sẽ bị đỏ, nó không đẹp, nó không sáng, thì còn nó không trắng. Gọi là phơi để cho nó vừa đủ khô cái nơi thôi, chứ không phải không khô hẳn. Cho khô hẳn ruột, nhưng mà sẽ phơi trong dâm khoảng tầm 1 tiếng nữa thì cái ruột đã đan được rồi. Sau khi sơ chế thì chúng tôi đã có được thành phẩm là bó huột trên tay như thế này. Và bây giờ sẽ bước vào một công đoạn quan trọng nhất, đó chính là đan các sản phẩm. Công đoạn này có lẽ là một công đoạn khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của những người thợ thủ công. Bích Thảo thì không có tay nghề đan rồi, nhưng mà ngày hôm nay cũng rất là mong muốn được học, được tự tay mình đan một sản phẩm nho nhỏ để có thể vừa làm kỷ niệm lại có thể mang về và sử dụng hàng ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhờ sự trợ giúp của cô Hoan cùng nhau học đan một sản phẩm nhé. Cô Hoan ơi, bây giờ cô có thể giúp cháu và hướng dẫn dạy cháu đan một sản phẩm từ cái guột này được không ạ? Cháu đã biết cách sơ chế các thứ về làm ra một cái dây mây như thế này rồi. Thì cô đã giúp cháu phần đấy rồi. Bây giờ cháu lại tiếp tục đan phần tiếp theo. Đây, lấy chọn guột nhé. Chọn guột nó cũng đều như nhau. Vâng. Cháu đưa thanh guột vào đây. Người ta thường người ta hay nói là đan nóng mốt đấy. Chạy cháu đấy, từng bước cháu cứ nhấc từng thanh một đây. Vâng, cháu vào đây đúng không ạ? Đấy, từng sợi một. Vâng. Rút lại, không bẻ. À, bẻ không được bẻ đây. Mà đẩy xuống ạ. Đẩy xuống. Đấy, rồi. Vâng, rồi, vâng. Đây. Giờ cháu đẩy. Đẩy lên đây. Đây. Vâng. Đây tay ép đây, để giữ. Phải ép cho thật chặt ạ. Đây đi trước rồi. Vâng. Dây này đi trước. Bây giờ có hai dây đuổi theo nhau. À nó cứ đan xen nhau, sợi trên sợi dưới đúng không ạ? Rồi, đấy cứ bẻ xuống. Thank you.
phần quai thì cháu sẽ xỏ như này. Đây, cháu đo làm sao cái cân chỉnh cái quai mới lại cân với cái làn. Đấy, như này tầm chẳng. Như này. Thì cháu sẽ lấy rùi. À, cái này phải dùng rùi cô nhỉ? Để cho nó có lỗ đây. Vâng. Cháu thử làm đi. Vâng. Đây. Đây, cháu nhìn này cái lỗ cô đánh dấu đó. Xong mình xiên vào ạ? Đây, mình xiên vào. Đấy, xiên vào đấy. Để có được một sản phẩm đan bằng guột, phải trải qua nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn có thể do một hoặc nhiều người cùng làm. Người ta có thể đan bất kể lúc nào, khi nông nhàn hay tranh thủ buổi trưa, buổi tối, đều có thể thực hiện được công việc đan lát. Trong lúc đan, chị em vừa có thể tâm sự vui vẻ, vừa đan lát, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Nghề đan lát đã góp phần tạo nên tính cách cần mẫn, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của người dân nơi đây. Cô ơi, cô sao cháu thấy đan cái này thì cô lại dùng kim chứ không phải đan tay như vừa nãy cháu đan đúng cái giỏ. Đúng rồi, bởi vì cái sản phẩm này nó lại khác với lại cái đan làn. À. Cái này là mình có thể mình sâu mình đan cái đáy. Đan cái đáy để sẽ đan lên thành cái khay ở cái đây những cái sợi đấy. Nó rất là nhỏ phải dùng đúng kim rồi, cái, mới xuyên qua được. Cái sợi này là phải dùng kim. Ô nhưng cái kim này trông đấy. Đặc biệt quá cô ạ, làm sao đúng rồi, mà cái nó kim, lại mắc vào cái kim này được. Là không phải là như là cái những các cái kim mình khâu bình thường khác. Mà cái kim này là để sâu cái dây guột này để đan. Thế bình thường thì cô mất khoảng bao nhiêu thời gian để làm được một cái phi như này ạ? Một cái phi này ấy thì nếu như mà mới tập đan thì nó sẽ rất là lâu. Bởi vì nó cái này nó lại phải tỉ mỉ ở cái chỗ là mình phải đan lá nào cho nó sâu nào cho nó nuột. Đấy, chứ không có là nó sẽ thành những cái móc mô này này thì nó sẽ không được đẹp. Đấy, cho cháu nên nhìn là nó khó hơn rồi, rất là nhiều lần vừa nãy cháu là, tập đan cái có nghĩa là mình phải vừa đan mình lại vừa nắn làm sao cho nó cái này nó phải được rất là bằng. Đấy, bằng mà nuột. Thế cô gắn bó với cái nghề đan mây đan guột này lâu chưa ạ? Nói chung là từ khi có tổ hợp tác đến giờ thì tổ hợp tác thành lập đến giờ thì là có cô cũng xã cũng có mở cho một lớp học. Cho một lớp học về mây dây đan mà cũng mời các bác có tay nghề ở dưới làng nghề lên ấy để dạy. Mình đến mình học được rồi và có khi là người ta đến đặt hàng rồi. Thì mình sẽ mang các cái đồ nghề này mình mang về nhà, mang nguyên vật liệu về nhà mình đan. Thế thì với cái năng suất trung bình như thế thì thu nhập của cô một tháng thì khoảng bao nhiêu ạ? Nói chung thì để bình quân theo ngày thì cũng có thể là một ngày có thể làm được từ 150-160. Và một thông tin đáng mừng là ngày càng có nhiều người tin tưởng và tìm đến những sản phẩm thân thiện với môi trường như những chiếc làn mây, những đĩa, khay từ mây, guột như thế này. Xu hướng thay thế túi ni lông hay sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm làm từ mây che đan đang dần trở thành một thói quen đẹp trong cộng đồng. Như vậy là sau một ngày theo chân những người thợ thủ công ở đây đi lên rừng lấy mây, lấy guột về sơ chế và với sự hướng dẫn rất là tận tình của cô Hoan thì Bích Thảo cũng đã tự tay đan cho mình được một chiếc giỏ rất là xinh xắn như thế này, có thể mang về vừa làm kỷ niệm lại vừa sử dụng mỗi lần đi chợ nữa. Cô Hoan ơi, cháu rất là cảm ơn cô ngày hôm nay cùng với lại những người trong tổ hợp tác đã giúp cho cháu có được một trải nghiệm thật là thú vị với nghề mây che đan này. Thưa quý vị, với xu thế sử dụng những đồ hữu cơ để thay thế cho túi ni lông hay là những cái đồ nhựa dùng một lần thì Bích Thảo tin chắc rằng là nghề mây che đan này sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Và nếu như đến với Chiêm Hóa, ngoài việc thưởng lãm những cái phong cảnh đẹp nên thơ hữu tình thì quý vị cũng đừng quên mua những sản phẩm mây che đan rất là xinh xắn, tiện dụng và thân thiện với môi trường như thế này. Mảnh đất Chiêm Hóa của chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều thú vị, còn đang đón chờ quý vị khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.